Thưa quý vị và các bạn, công tác đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là một công tác khó. Nó đòi hỏi người tổng phụ trách phải có lý tưởng cách mạng, tinh thần trách nhiệm trong công việc và sự gần gũi, sẻ chia, đồng cảm với thiếu nhi. Thầy giáo Nguyễn Quốc Toàn ở trường tiểu học Võ Văn Kiệt, xã Long Điền Đông, người được đánh giá là một trong những tổng phụ trách đội tiêu biểu làm tốt công tác đội ở huyện Đông Hải thời gian qua. Tốt nghiệp sư phạm vào năm 1997, sau 10 năm tham gia giảng dạy, thầy Nguyễn Quốc Toàn bắt đầu bén duyên với công tác tổng phụ trách đội từ năm 2007 đến nay. Để làm tốt nhiệm vụ công tác của mình, thầy Toàn luôn cải tiến phương pháp giảng dạy, phương pháp tổ chức các hoạt động của liên đội nhà trường, hết lòng yêu thương và thường xuyên nhắc nhở động viên các em học sinh chăm chỉ, tích cực trong học tập, không xem nhẹ bất cứ môn học nào, đồng thời thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học sinh thông qua nhiều hình thức khác nhau. Từ đó giúp các em học sinh trong trường thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, hình thành lý tưởng cách mạng ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Ngoài việc tập trung vào công việc, chúng ta còn hết sức tập trung vào cái tâm lý, cái tâm tư nguyện vọng của các em, nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của các em, hòa đồng với các em. Này, cái công việc hướng dẫn với các em cho các em là công việc hết sức mềm nở, chứ không có quá nguyên tắc, không có quá gò ép các em. Này, từ đó các em có cái tâm lý thoải mái mà thực hiện tốt cái công việc được giao. Bằng cái tâm của người tổng phụ trách đội, năm nào thầy Toàn cũng hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và mang về cho nhà trường những giải thưởng cao ở các cuộc thi cấp huyện, cấp tỉnh. Không những thế, bằng tài năng của mình, thầy Toàn cũng đã được công nhận là huấn luyện viên cấp 1 trung ương, thành viên hội đồng huấn luyện kỹ năng công tác đội của tỉnh và nhận được rất nhiều bằng khen, giấy khen từ trung ương đến địa phương. Riêng trong năm 2024 này, thầy đã dẫn dắt đội tuyển của trường tham gia hội khỏe phụ đồng cấp huyện, đạt giải nhất toàn đoàn. Hội thi kể chuyện tiếng Anh có tiểu phẩm đạt giải nhất cấp huyện. Thi phụ trách sao giỏi có một em đạt giải nhất cấp huyện và một em đạt giải nhì cấp tỉnh. Về nhà trường thì cũng đánh giá rất cao, đồng chí Toàn cũng tích cực nghiên cứu thăm học hỏi để tổ chức các nhiều phong trào thi đua và cùng với liên đội để gây nhiều dấu ấn tượng tốt trong cái học sinh cũng như trong phụ huynh học sinh và được đồng thuận của từ cán bộ giáo viên rất là cao. Đặc biệt với công tác ngoại giao thì đồng chí Toàn thì cũng là một trong những giáo viên năng nổ, gần gũi với phụ huynh học sinh, đặc biệt nhất là các lực lượng xã hội. Em thấy thầy là một người tận tâm, tận tụy với công việc. Đối với chúng em, thầy luôn yêu thương, quan tâm và giúp đỡ. Em sẽ luôn ghi nhớ công ơn của thầy và sẽ không bao giờ quên được. Không chỉ giỏi về chuyên môn tại nơi mình công tác, ngoài giờ lên lớp, thầy Toàn còn tham gia nhiều hoạt động xã hội, hỗ trợ thực hiện công tác đoàn và giúp đỡ đồng nghiệp ở một số trường học khác. Từ đó tạo điều kiện để công tác đội và phong trào thiếu nhi trường học trong huyện phát triển lớn mạnh. Đối với đồng chí Nguyễn Quốc Toàn, thì trong những năm qua, hội đồng đội huyện cũng đánh giá đồng chí là một trong những giáo viên tổng phụ trách đội giỏi của huyện. Thì đối với đồng chí Toàn thì được hội đồng đội huyện khen thưởng trong nhiều năm qua và đề nghị hội đồng đội trung ương cũng như hội đồng đội tỉnh khen thưởng cho cá nhân đồng chí về những thành tích của đồng chí đạt được trong cái công tác đội và phong trào thiếu nhi của huyện. Với gần 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác đội và những thành tích nổi bật của mình, tấm gương thầy Nguyễn Quốc Toàn rất đáng được biểu dương nhân rộng.